Cục đăng kiểm nhận định trong quý 4 tình trạng ùn tắc có thể sẽ xảy ra nghiêm trọng hơn đầu năm 2023. Cục đăng kiểm lo ngại trong các tháng tới đây khi các vụ án liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm tại các địa phương được đưa ra xét xử sẽ có tác động rất lớn đến hoạt động kiểm định. Theo số liệu thống kê có 42 địa phương với 112 trung tâm đăng kiểm có các đăng kiểm viên bị khởi tố. Nếu bị kết án sẽ khiến cho 91 trung tâm đăng kiểm tại 32 địa phương phải dừng hoạt động. Tình trạng này có thể dẫn đến việc 36 địa phương bị ùn tắc xe đến kiểm định, đặc biệt sẽ có những địa phương không còn trung tâm đăng kiểm để hoạt động như Bắc Cạn và Thái Bình. Để khắc phục khó khăn này, Cục đăng kiểm Việt Nam đề nghị hỗ trợ nhân lực từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết sẵn sàng chi viện nhân lực hỗ trợ công tác đăng kiểm. Cục xe máy Bộ Quốc phòng cho biết đã được phê duyệt kế hoạch hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự bao gồm điều động 60 chuyên viên và 10 dây chuyền kiểm định cơ động.